Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu đồng hồ Rolex Datejust 116231. Thiết kế sang trọng với vỏ và dây đeo bằng thép không gì kết hợp vàng hồng Everose 18K. Mặt số nổi bật với cọc số kim cương lấp lánh cùng vành bezel tạo ra một vẻ ngoài rực rỡ và sang trọng. Đồng hồ có cửa sổ ngày vị trí 3 giờ. Khả năng chống nước lên đến độ sâu 100m giúp người dùng thoải mái sử dụng ngoài trời. Với thiết kế tinh tế và chất lượng của đồng hồ cao cấp, Rolex Datejust 116231 số Standard là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự sang trọng và đẳng cấp. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những sản phẩm mới nhất được cập nhật tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân Hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.